Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự tuần lễ cấp cao APEC và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 11, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân có đại diện lãnh đạo các đơn vị Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Với ý nghĩa đặc biệt của hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian qua, chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trong các hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.